Kính chào cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Sông Nước Miền Tây. Hôm nay mình đến chùa Forest Ombu của xã Thạnh Thế An, huyện Trần Đề để chia sẻ những cái hình ảnh mà hôm nay cái chánh điện của chùa, hay còn gọi là chùa Tạm Du các bạn. 66 năm bây giờ nay xuống cấp, bây giờ bổn chùa đã bắt đầu tiến hành xây đập và chuẩn bị xây dựng mới lại cái chánh điện mới. Bây giờ mà cô chú anh chị theo dõi ở nơi đây, ngôi chùa này thì cái tuổi thọ hơn 300 năm các bạn. Ngôi chánh điện này được 66 năm, bây giờ đang xuống cấp trầm trọng, bây giờ ngôi chùa bắt đầu tiến hành xây dựng mới lại. Bây giờ mời cô chú anh chị và các bạn để cùng mình xem theo dõi ở nơi đây như thế nào nhé. Bây giờ Sông Nước Miền Tây mời cô chú anh chị xem cái khung gian của ngôi chùa Tầm Du ở xã Thạnh Thế An, huyện Trần Đề. Thì hôm nay thì bắt đầu là ngày đầu tiên của bổn chùa bắt đầu đập chánh điện để mà xây lại cái mới các bạn. Thì cái chánh điện này theo sư nói là được 66 năm, nhưng ngôi chùa này hơn 300 năm các bạn. Thì bây giờ thì các bạn nhìn thấy ngôi chùa này có một cái kiến trúc rất là đặc biệt, đó là ba ngọn tháp phía trên nóc các bạn. Thì theo sư nói thì đây là những cái kiến trúc rất là đặc biệt, cũng đặc trưng cho ngôi chùa Tầm Du của xã huyện Trần Đề. Đây là một trong những cái di tích cũng là rất là đẹp. Từ xa mà các bạn từ bên lộ xa xa đã nhìn thấy được ngôi tháp, ba ngọn tháp của ngôi chùa Tầm Du. Hiện nay thì các bạn nhìn thấy là nó rất là xuống cấp, cho nên bổn chùa đã quyết định xây dựng lại cái ngôi chùa này. Rất là đẹp các bạn. Lối kiến trúc này rất là đẹp. Rồi bây giờ mà các bạn tiếp tục đi vào phía bên trong của ngôi chùa như thế nào nha. Rồi chút xíu mình sẽ đi ra phía bên ngoài để xem. Thì bây giờ hôm nay là ngày đầu tiên các thợ đã được đến đây để mà đập ngôi chánh điện này để chuẩn bị xây mới các bạn. Thì bây giờ sư cũng đang đi theo để mà hướng dẫn cho mình biết đó các bạn. Giờ mình đang cùng để sư đi theo tham khảo ở khu vực này. Thì theo như sư nói là được kinh phí nhà nước tài trợ 1 tỷ để xã hội hóa cái xây dựng cái ngôi chùa này các bạn. Đến hiện bây giờ thì các công nhân đang đập cái ngôi chánh điện này xuống các bạn để chuẩn bị làm mới đó các bạn. Thì các bạn thấy là rất là cứng rồi các bạn. Đó các bạn nhìn thấy hiện bây giờ các công nhân đang đập cái hạ cái ngôi chánh điện xuống. Thì ngôi chánh điện này đã được 66 năm đó các bạn. Thì hôm nay nó đã xuống cấp cho nên bổn chùa đã đập để chuẩn bị xây mới cái ngôi chánh điện mới. Và cũng giữ nguyên cái nét đặc trưng của ngôi chùa này là ba ngọn tháp phía trên đó các bạn. Bạn nhìn thấy hiện bây giờ là cái không gian bên ngoài của ngôi chùa rất rộng lớn và rất là thoáng mát. Có những cái hàng dừa rất là cao giờ là ở nơi đây các bạn. Đây là cái phong cảnh phía bên ngoài của ngôi chùa Tầm Du của huyện Trần Đề. Đây các bạn nhìn thấy là cái đặc trưng của ngôi chùa Tầm Du rất là đẹp các bạn. Ba ngọn tháp phía trên đó các bạn là do một ông sư cả mà sáng lập ra ngôi chùa này, cũng đi nhiều nơi và được lập ra ba ngọn tháp tượng trưng cho trong Phật pháp đó các bạn. Cho nên sư đã thiết kế lên một cái mẫu tháp này rất là đẹp.
Còn ở bên ngoài thì ngôi chùa cũng có nhiều cây thốt nốt các bạn, cọc theo những gian đường này cho cái không gian của ngôi chùa rất đẹp. Thì mình cũng hy vọng rằng thì sau khi mà ngôi chùa cánh điện này được xây dựng mới thì những cây thốt nốt này cũng tô thêm một cái vẻ đẹp của ngôi chùa người Khmer tại huyện Trần Đề. Đây là trong bổn chùa thì cũng nhiều cây mới nhỏ cũng được mới xây dựng lên đó các bạn, mới trồng nè, nó những cây nhỏ cũng được mới trồng. Thì đây là ngôi chánh điện của chùa Tầm Du, vẻ đẹp rất là cổ kính luôn nha các bạn. Nhưng mà sau này khi ngôi chùa này xây dựng lại chánh điện thì cũng giữ nguyên cái ba ngọn tháp theo cái phong cách của ngôi chùa, cái nét riêng của mỗi nơi đó các bạn. Thì chùa vẫn giữ lại là ba ngọn tháp này, kiểu mẫu cũng giống hệt như vậy. Để đây là cũng nhờ một cái di tích luôn các bạn. Theo thầy nói thì tính giữ lại nhưng mà không do gì sợ quá lâu năm cho nên phải đập chánh điện này rồi xây mới để cho nó an toàn các bạn. Giờ phía trong của ngôi chánh điện á, hiện bây giờ thì mình chưa có, phía trong của ngôi chánh điện các bạn có cái hầm đi xuống dưới, và như thầy nói là hồi xưa cũng có cái đường lên trên đó chứa nhiều người đó các bạn, khi thời chiến tranh còn đó các bạn. Thì đây là cũng những cái điểm đặc biệt lắm. Nếu các bạn nhìn thấy là hiện bây giờ những cây cột của cái chánh điện thì đã bung nứt từ dưới lên trên các bạn, cho nên cái độ an toàn không còn, cho nên người ta mới đập xây mới. Đó, các bạn nhìn thấy là từ chân cột dưới cũng vậy nè, nó bung xét ra hết luôn các bạn. Đó, các bạn thấy nó bung xét ra hết từ ở trong cái khoanh ra, cho nên không có thể nào mà phục cho dưỡng nó lại, cho nên nó đập. Đây là phía bên trong của ngôi chánh điện các bạn, hiện bây giờ người ta đang đập đó các bạn ơi. Ở đây cũng có cây sứ nằm ở trong đây các bạn, rất là đẹp. Hiện giờ thì cũng sư thầy cũng đã đứng coi các công nhân đang đập chánh điện đó các bạn. Đây là cái đường lên cái ngôi chánh điện các bạn, hiện bây giờ thì công nhân đang đập thì nó đã cũ kỹ và lên móc lên mèo hết trơn các bạn ơi. Lông ghê rất là đầy. Bây giờ mời các bạn đi lên phía trên này lên để mình xem như thế nào các bạn. Thì bây giờ các công nhân đang đập luôn các bạn. Này. Mình mời các bạn đi vào một vòng sơ thôi nha các bạn. Đây là cái ngôi chánh điện các bạn ơi, đang xây đập. Phía trên đó còn những cái hình ảnh rất là đẹp các bạn. Đây là những cái bức tranh vẫn còn giữ lại các bạn.
Thầy, ngôi chánh điện này đập hồi nào giờ vậy thầy? Con xin hỏi ngôi chánh điện này đập hồi nào giờ thầy? Ngôi chánh điện này đập hồi nào tới giờ vậy? Đập hả? Dạ. Hồi sáng hả? Dạ. Ngôi chánh điện này được bao nhiêu năm rồi thầy? Sáu mấy năm hả thầy? Rồi ngôi chùa này được bao nhiêu năm rồi thầy? Ba trăm bốn mấy năm. Rồi cái này thầy có nhắn gì tới Phật tử để khi xây dựng chùa này không thầy? Chùa chính điện được hoàn thành. Dạ, mình con cảm ơn gia sư và cũng giống cho con có Phật tử gần xa khi được cái tin mà xây dựng chứng nhận điện thì các Phật tử có đóng góp về chùa thì liên hệ với bổn chùa để có ngôi chánh điện đẹp để cho bà con thông suốt ở này. Xin cảm ơn các sư rất nhiều. Rồi cảm ơn cái sư. Chúc sư. Bây giờ mình cũng đi mà các bạn đi vào bên trong để xem cái ngôi chùa của Tầm Du được xây dựng rất đặc biệt các bạn. Là đây các bạn, thì sủng sư cũng nói trước hồi xưa là chỗ này cũng cho những người hoạt động các bạn, người ta đi lên trên này để mà tránh lúc khi mà có bị phát hiện. Đây là cái hướng đi lên đó các bạn, là cái từ cái đường này lên có cái lỗ lên đi lên trên đó các bạn. Trên đó chứa cũng rất là nhiều người để mà trốn khi ngày trước trong cái quá trình hoạt động đó các bạn. Thì những người người ta ở trên đó. Khi nào mà lính vô là bên cái lính vô là bên tức là mấy ông cách mạng là nấp ở trên, nấp ở trên, ông sư ổng báo hiệu cho ông cách mạng là lên trên, lên nấp ở trên đó. Rồi khi nào linh lính đi á, rồi còn cái ba ngôi ba ngọn tháp á là ba cái đèn chốt, nếu mà đèn nó mở tức là lính vô. Thấy là cái đó là cái báo hiệu. Chúng như là cái báo hiệu cho báo hiệu. Biết là rồi. Có đèn á thì đang có đèn trên đó. Dạ có. Đó cũng là ông sư cả. Nhưng mà sư có thể giải thích là lỗ này là khi mà lên thì mình có phần nắp đậy lại hay sao? Có phần nắp đậy lại mới. Nếu mà mình vô bình thường mình sẽ không biết được cái phần đó là. Bữa cái thang thì kéo lên luôn. Cái thang đó là xưa mình sử dụng cái thang dây hay là cái thang gì? Thang tre mình luôn. Nhưng mà với lỗ nhỏ như vậy mà vẫn đưa cái thang lên. Đưa lên được. Đưa lên được. Thì cái ngôi chùa này ngày xưa cũng có nhiều cái bí ẩn trong này đó các bạn. Cho nên bây giờ mình sư được chia sẻ cho mình xem và biết những cái điều bí ẩn ngày trước của trong thời chiến tranh đó các bạn. Cái khu này, khu chính điện phía trên hiện bây giờ các bạn nhìn thấy là rất là đẹp. Rồi bây giờ Sông Nước Miền Tây cũng xin tạm dừng video tại đây. Chúc cô chú, anh chị và các bạn đã đồng hành cùng mình đến chùa Tầm Du của huyện Trần Đề để xem đập cái ngôi chánh điện và xây mới. Và bây giờ mình xin tạm dừng video và hẹn gặp lại cô chú, anh chị và các bạn trong những video kế tiếp của Sông Nước Miền Tây. Bye bye, những video.